Dân tình đòi Mỹ Nam này giải nghệ ngay lập tức, phim nào cũng gầy trơ xương, bị thương để câu kéo khán giả hay sao? Việc Mỹ Nam này liên tục lộ thân hình gầy yếu rồi bị thương khi quay phim khiến ai nấy ngán ngẩm. Sau thành công của Trường Nguyệt Tận Minh, khán giả đang rất trông đợi dự án mới của nam diễn viên La Vân Hy. Hiện tại La Vân Hy đang tham gia ghi hình cho phim cổ trang Nhắn Tâm Ký. Thế nhưng một biến cố đã xảy ra. Vào ngày 17 tháng 8, truyền thông đưa tin La Vân Hy bị thương khi đang thực hiện một cảnh quay trong Nhắn Tâm Ký, cụ thể ở chân trái. Mỹ Nam 9X phải dừng quay và nhập viện để điều trị, do đó xuất hiện trong bộ dạng khá đáng thương. Truyền thông Hoa ngữ bày tỏ sự quan ngại khi La Vân Hy một lần nữa gặp chấn thương trong khi quay phim. Hình ảnh La Vân Hy lộ dáng vẻ gầy trơ xương, đôi chân khẳng khiu như ống tre lại trở thành đề tài gây tranh luận trên mặt báo và mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo ngại hoang mang khi La Vân Hy hết lần này tới lần khác gặp chấn thương, sự cố ảnh hưởng đến thân thể hay sức khỏe khi đóng phim. Trước Nhan Tâm Ký, La Vân Hy từng không ít lần vướng phải sự việc tương tự ở Truy Quang Giả, Lơ Ngôn Tả Ý, Hạo Y Hành, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa. Có ý kiến còn cho rằng có lẽ La Vân Hy nên giải nghệ một thời gian để nghỉ dưỡng, bồi bổ thân thể cho tráng kiện, da thịt cơ bắp thêm dày để đáp ứng được điều kiện ghi hình, còn hơn là bán mạng liên tục. Ngoài ra còn có không ít cộng đồng mạng lên tiếng mỉa mai cho rằng La Vân Hy bày trò để câu kéo tình thương khán giả. Gần như ở phim nào La Vân Hy cũng chỉ có một tuyến câu chuyện, tham gia phim lộ ảnh gầy gò bị thương, trở lại quay phim đóng máy. Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng La Vân Hy không nên dùng chiêu trò này vì đã quá nhàm chán lại quá mạo hiểm mà chưa chắc mang đến kết quả như mong đợi, chỉ tổn hại thân thể. Nhan Tâm Ký đánh dấu màn hợp tác của La Vân Hy và Tống Dật, kể về quận vương lạnh lùng nhưng có óc phá án tên Giang Tâm Bạch. Trong một lần trả án tại Hà Man Ám, anh vô tình gặp gỡ nhân vật lang bạt giang hồ, nhà nam tinh mang trên mình căn bệnh kỳ quái. Cả hai được định mệnh, xe duyên cùng nhau trở thành bộ đôi phá án, dần dần giúp nhau vượt qua hoạn nạn và giải mã những bí mật khiến đối phương phải đau khổ.